lâu thế nhỉ? Tôi tranh thủ tí. Vẫn chưa bắt đầu à? Tôi lại ngủ tiếp đây. Sao mệt mỏi quá nhỉ? Uống miếng nước cho tỉnh nào. Mà sao uống nước rồi mà vẫn buồn ngủ nhỉ? Uống thử ngụm nữa xem sao. Giờ mới tỉnh. Hỏi đi em ơi. Thôi xong rồi đấy, cuốn có đi đây. À quên, để làm thêm ngụm nước. Thôi đi nhanh nhanh đi Hải ơi, ra sân tập chút cho khỏe con ơi.
trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.